Kính chào các cô chú anh chị, sâu chít đã bắt đầu cho ra cái sản lượng con nó khá là ok, khá là ổn định rồi. Và cái sâu chít như thế này thì hiện tại nó sẽ chia làm hai loại, một loại là cái bó sâu chít này, ví dụ mỗi một bó thì mình sẽ bó là 100 con. Đây cái sâu chít trẻ đây. sâu chít cho khi mà trẻ xong thì nó sẽ như này cái sâu chít bó thì nó sẽ rơi vào mỗi một bó 100 con sẽ là 100 ngàn một bó còn đối với trẻ ra như mọi người về xem cái ảnh đó thì sẽ tính vào rơi vào 1 triệu 61 kg đã trẻ sẵn rồi nghĩa là tổng tất cả đã trẻ sẵn ra rồi thì sẽ rơi vào khoảng 1 triệu 600 000 1 kg đó thì ở, ở đây sẽ là mỗi một túi mình sẽ hút trên không là một gói một cân như thế này hôm nay có anh này anh ở Hà Nội thì anh ấy đặt là 3 ký 3 cân đó thì anh ấy chuyển tiền là cọc trước là 2 triệu thì mình gửi luôn trong buổi chiều ngày hôm nay là nghĩa là mình không có ủ điệu để gửi mà hút chân không để chuyển thẳng xe luôn Đó. cái này mỗi một gói một cân này là một triệu sáu và mình gửi buổi chiều thì sáng ngày mai là anh ở hà nội là anh có thể nhận được rồi thì cô chú anh chị có thể đặt sâu chít này theo hai hình thức một là chúng ta có thể lấy theo theo que mỗi một bó 100 thì sẽ là 100 ngàn 100 con sẽ là 100 ngàn còn đối với cân mà đã trẻ sẵn như thế này thì sẽ có giá là 1 triệu 600 ngàn một cân Tùy theo, ví dụ mọi người muốn uh, mình hút chân không để mình gửi xe ở ngoài miền Bắc này cũng được Hoặc là mình có thể ủ rượu để mình gửi cho mọi người Ủ uh, rượu thì nó hơi nách cách hơn một tí và chúng ta sẽ thêm một phần chi phí nhỏ nữa uh, Thì sâu chít này thì nó rất là bổ, thậm chí mọi người nhà ai mà có con nhỏ á thì uh, sử dụng để nướng hoặc bắn vi sóng cho cháu bé ăn cũng rất là rất là tốt rồi con sâu chít này cực kỳ nhiều đạm thì thông tin chi tiết mình sẽ để ở dưới phần mô tả và cái số điện thoại mình để trên màn hình không